Hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Đường Phố Đáng Mười nha. Xin chào anh em, game hay tài chiến nghe Tiểu Tử Đường Phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video, về đầu video anh em xin một like và một subscribe của channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quẩy sự kiện vào farm thùng bia anh em. Đây, hiện tại thì ARK đã lên được 890 thùng bia rồi các bạn. Và tôi vẫn chỉ đập 600 thùng thôi anh em, dư thùng bao nhiêu thì gom lại để sự kiện sau. Và anh em nào chơi thì cũng vậy thôi. Giờ không hiểu sao nào, game nát lắm, thế nhiều anh em bảo đập non không gửi quà lại anh em. Hiện tại tính năng ngọc này thì hiện tại vẫn chưa biết thế nào anh em, bot chưa mở các bạn, bot thì cũng không thông báo là khi nào mở các bạn nhá. Hiện tại vẫn chưa thấy gì hết. Đấy, mở thì mở thôi chứ đâu chưa thấy gì, vẫn như mỗi hôm tôi vào thôi. Thì cái giờ anh em có thể đi quẩy sự kiện để kiếm dương và tôi đang tích anh em. Hiện tại nếu có mở dương này thì các bạn cũng chỉ mở được một phần thôi nên tôi cũng chưa muốn mở anh em. Đợi nhiều rồi mở bên phải anh em, bởi vì lần cũng không phải dễ đâu, lần một lần anh em tốn 50 đá mà, như đấy 30 mấy dương đá này còn tôi mở, có mở cũng chưa đủ để lần anh em. Đây, một lần tốn 50 viên lận mà. Đây các bạn, một lần tốn 50 viên theo hệ nhá, tùy mỗi hệ anh em hệ nào cũng vậy, mỗi hệ cứ một lần đầu lần là 50, còn đâu lần sau bao nhiêu chưa biết, nên khó lắm, cứ từ từ thôi anh em. Không vội vàng được. Trước tiên thì ghé fanpage anh em, hôm nay là ngày cuối của sự kiện webcode săn bộ 3 có đè quái vật anh em, các bạn biết rồi. Đâu rồi, cái sự kiện đâu rồi anh em, đây. Đào hải tạc anh em, hôm nay là ngày cuối các bạn nhá. Đó, nhận lượt lật ô là từ lạp kết thúc vào ngày 30 anh em, có nghĩa là hôm nay chỉ mấy bác nào lạp, đây là hôm nay anh em nào mà có làm sự kiện tranh thủ lạp nhiều tí này. Bữa nay tôi hỗ trợ lạp đây, bạn nào có cần cần thiết nào cứ liên hệ Facebook tôi sẽ hỗ trợ anh em. Đó. Và chốt lại một lứa thì sự kiện này chúng ta cũng chỉ được cả nên mốc bao nhiêu. Ui. Vẫn chỉ 500k thôi anh em, không hơn được các bạn ạ. Đó, chỉ 500k thôi anh em, không hơn được. Đấy, thôi. Thế là cũng vui rồi anh em. Đó, có bộ ba code quái vật đây anh em, Sanri, Zoro, Luffy anh em, đó, bộ ba quái vật đây anh em. Đó. Hiện tại hôm nay là ngày cuối cùng, anh em nào chưa săn thì tranh thủ anh em này, hôm nay có làm thì tranh thủ mà săn nhá. Ok. Ok, quay trở lại game rồi anh em. Giờ không dài dòng, các bạn chúng ta cùng nhau đi xóa nhẹ 600 thùng bia anh em. Hiện tại là gọi 900 thùng đi, là còn lại 290 thùng là đủ, đây là hết rồi anh em, là đủ. Ui, ra shop. Mong rằng sẽ ra được thêm một vài chị đẹp Rico Robin, à quên, Robin Wallo anh em. Hiện tại tôi đang thiếu rất là form, nhiều form chị đẹp. Không biết tuần này có lên được 5 nữa không các bạn. Căng quá, căng luôn. Ở đây dần ra đầm được khoảng 3 cháu, 4 cháu là được rồi anh em. Nói thế thôi, 2 cháu, 3 cháu là được rồi. Mong rằng hắn cứ ra được chừng đấy các bạn. Mà tôi chưa check xem sự kiện này mốc 150 ra được cái gì nhỉ? Mãi check cái dương, lúc chưa check, mãi chưa nhìn dương, chưa nhìn là quà là gì ta. Phải đập nhiệt tính anh em. Robin. Ủa thế là game sao nát thế nhờ. MR2. Tiếp tục nào. Ok, tới tiếp nào. Tiếp tục. Anh nhà càng đấy. Cũng khét đây anh em. 150 thùng rồi. Xem nào có bị nối sự kiện không. Thế nhiều anh em bảo đập bây giờ không gửi quà về. Vâng, hiện tại đã nối như vậy rồi anh em ơi. Giờ quẩy sự kiện này không gửi quà về này thì có một toang à. Căng kèo đấy nha. Nên đập nữa hay không đây. Giá man thật sự anh em. Đập nãy giờ mới tính được có đến 15 thùng bia thế thôi anh em. Sốc nào. Cái này được 1, 2, 4, 5, 6 thì phải anh em. Thôi đồ ninh chỉ 10 sao đây anh em. Đồ ninh chỉ 10 sao đi, tính tiếp ạ. Này định lên kèo đập 600 thùng bia mà nhẹ toang quá, sao đập đây. Đập cửa đen lắm luôn á. Lại tiếp tục lối sự kiện anh em.
Thằng đét ạ. Lại tiếp tục hành trình bị nối sự kiện các bạn. Chán không muốn nói không muốn chán luôn anh em. Tới nào. Ôi giời, không có tướng mà không có tướng anh em. Dài mấy trang kinh sử. Đây, cái lúc này quẩy sự kiện là đen lắm nha. Đấy, nói thật luôn các bạn, quẩy sự kiện là đen lắm luôn á. Ở trên này nhiều anh em người kéo tôi đều dồn kéo lên tối. Chính tỏ là tối bên này các bạn lại hên. Không phải nói thật là tối nay đập nó sẽ hên hơn anh em. Vì hiện tại sự kiện đang nát này chỉ dồn về tối chơi thì mới ra mới không bị nát các bạn. Chứ nói anh em máy không bảo trì là ngon rồi. Sợ nhất là bảo trì các bạn. Vấn đề là không bị bảo trì anh em. Ok luôn, lượm luôn các bạn. Nó làm nhẹ được 6 form nên chỉ 10 sao về anh em. Trong ra ngoài qua sự kiện mà về ổn ổn nên đạp tiếp anh em. Không nói cứ từ từ bình tĩnh nhá. Rồi, còn 2 trao nữa. Căng thế nhỉ, để tôi đổ cho xăng đi anh em. Ok, xong các bạn nha. Vẫn vậy anh em. Hư hiện tại vẫn nối. Đập này nghe toang thế nhờ. Không đập cũng không được các bạn, đưa tay dám ăn. Không đập cũng nghe không được. Tiếp tục nào. Tại sự kiện nát quá trời luôn, Sengoku. Nát thế nhờ. Địch có Mabushi nhưng mà tướng thì vẫn ra anh em nhé. Đập 600 thùng nói vậy thôi anh em. Hên xui do các bạn thôi chứ đâu tướng SS thì vẫn ra anh em. Hỏi lỡ rồi anh em, sửa quân đi các bạn. Kệ lag tính sau anh em. Lag tính sau anh em. Cứ xử ra tính sau. Quay vòng tròn luôn các bạn. Căng nhờ. Lag giá man ạ. Trời ơi. Còn 300 thùng nữa đấy các bạn. Ra shop. Ui xanh tóc đỏ luôn. Căng ấy nhờ. Ui tướng S rớt cũng nượm đấy. Nhưng mà không thấy tướng mới ta. Chị đẹp Robin Wallo đâu rồi. Được. Cái này là duyệt này. Một chị thế chứng tỏ vẫn ra anh em cứ chờ thôi. Chỉ sợ không ra thôi chứ nó cứ ra thì kệ anh em, quà đằng nào nó gửi nó nối đến mấy nó vẫn gửi về sau mà. Trước sau thì nó phải gửi về thôi chứ sao nó dám nuốt của mình được. Nuốt là vớ mồm đấy. Chát lắm không dễ ăn đâu. Ui. Anh đô luôn ạ. À. Căng thế nhờ. Dinamante, Robin, Helm Apple. Tiếp tục, Dinamante, MR2.
Ok, tiếp tục nào các bạn. Đang vào đập 600 thùng bia xong là hôm nay được trải nghiệm tính năng mới trước các bạn luôn. Nhưng mà thì gần này chắc tôi cũng chưa giống các bạn thôi. Không dễ gì mà trải nghiệm được. Rồi giờ còn 200 thùng nữa anh em. Chopper, Smoker, Dimamante. Ok, được một chị đẹp Robin thôi hả? Lại 600 thùng bia bay trong làn gió như vậy trời. Ok, cho xin thêm chị đẹp Robin nào. Robin đâu rồi? Ok, Robin đâu? Robin đâu rồi? Luffy. Ây chà. Khó khăn nhờ. Sento Maru. Không vớt được thêm một cháu nào luôn ạ. Đừng muốn một chị đẹp Robin anh em. Rachel. Tiếp tục nào. Và thùng thứ 600. Vâng. Không biết nó gửi được mấy vòng anh em. Chắc là một lượt. Thôi đành chịu thôi, biết sao giờ anh em. Thôi đợi giờ đợi quà về thực hiện theo nối tổng quẩy qua thôi anh em. Video kết thúc anh nha. Hẹn anh em cứ theo giờ thì bye bye mọi người.